phát hiện bạn gái có bầu với người khác ngay sau khi đính hôn, chàng trai đòi hủy hôn. Tuy nhiên, cô gái không chịu và cho rằng không nghiêm trọng, cứ xem như anh đi siêu thị được khuyến mãi một tặng một. Theo đó, anh Chu, 26 tuổi, đến từ Hồ Nam, Trung Quốc, được mai mối với người phụ nữ tên Giang kém 1 tuổi. Hai người vừa gặp đã có cảm tình, nên quyết định tiến tới hôn nhân trong thời gian ngắn. Trước khi kết hôn, anh và cô Giang đã làm lễ đính hôn để chắc chắn mối quan hệ này. Vào ngày đính hôn, anh Chu đưa cho cô Giang 30.000 nhân dân tệ, hơn 100 triệu đồng làm phí đính hôn. Sau khi nhận số tiền, Giang gọi anh Chu ra nói chuyện rõ ràng, thông tin từ trang Sohu. Cô bất ngờ thừa nhận, vì đã đính hôn nên tôi cũng hy vọng chúng ta sớm làm đám cưới. Và tôi cũng không muốn giấu anh chuyện này nữa, tôi đang mang thai và muốn làm đám cưới càng sớm càng tốt. Anh Chu nghe Giang nói thì hết sức bối rối, bởi vì anh chưa bao giờ động vào người cô nên chắc chắn đứa con này không thể là của anh. Vốn là người đàn ông truyền thống nên khi biết Giang có thai với người khác, anh Chu lập tức yêu cầu Giang hủy hôn và trả lại anh số tiền 30.000 nhân dân tệ trước đó. Nhưng Giang không chịu hủy bỏ hôn ước. Cô còn nói với anh Chu những lời khiến anh sốc. Không phải chỉ là có thai thôi sao, có gì phiền phức quá đâu. Anh đi siêu thị người ta cũng có chương trình mua một tặng một. Vậy thì tôi mang thai có khác gì anh cưới một được hai. Anh cứ coi như vậy đi, chẳng phải tốt cho anh quá sao. Nghe những lời cô Giang nói, anh Chu thực sự không chịu được. Anh đã dùng hết lý lẽ để nói chuyện với cô rằng anh là người đàn ông truyền thống và sẽ không bao giờ chấp nhận lấy người phụ nữ đang mang thai đứa con của người khác. Giang nghe xong liền nói, nếu anh quả quyết hủy bỏ hôn ước, thì anh sẽ không bao giờ lấy lại được số tiền 30.000 tệ này. Số tiền 30.000 tệ với anh Chu là một khoản lớn. Anh kiên quyết không chấp nhận việc cho không cô Giang số tiền đính hôn đó. Cuộc cãi vã giữa hai bên trở nên căng thẳng và không thể giải quyết được một cách hòa bình. Để giải quyết cuộc xung đột, hai người đã nhờ đến sự can thiệp của một người thứ ba. Người hòa giải sau khi nghe câu chuyện của cả hai bên đã quyết định yêu cầu cô Giang trả lại số tiền đính hôn cho anh Chu, xem đó là hành động đúng và tuân thủ nguyên tắc sống. Cuối cùng, sau nhiều tranh cãi, cô Giang đã chấp nhận trả lại số tiền đính hôn. Câu chuyện này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận được sự phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng. Đa số các bình luận chỉ trích thái độ của cô Giang và không hiểu tại sao cô có thể thản nhiên như vậy khi đã mang thai với người đàn ông khác. Người dùng cảm thấy may mắn cho anh Chu đã lấy lại được số tiền và tránh khỏi việc kết hôn với một người phụ nữ có suy nghĩ kỳ lạ. Họ nhận thấy rằng tương lai của hai người có thể gặp nhiều khó khăn và xung đột nếu tiếp tục tiến tới hôn nhân. Câu chuyện này là một bài học về việc quan hệ tình cảm và gia đình có thể gặp phải những trở ngại và rắc rối phức tạp trong thời đại hiện đại. Nó cũng đặt ra câu hỏi về giá trị và ý nghĩa của một cuộc hôn nhân và sự cân nhắc cẩn thận trong việc đưa ra quyết định quan trọng như đính hôn. Ở Việt Nam, theo Điều 8 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, nam nữ kết hôn với nhau phải thỏa mãn một số điều kiện, trong đó có yêu cầu việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn giả tạo, tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn. Về khái niệm lừa dối kết hôn, tại khoản 3 Điều 1 Thông tư Liên tịch số 01 năm 2016 quy định, lừa dối kết hôn là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch và dẫn đến việc đồng ý kết hôn. Nếu không có hành vi này thì bên lừa dối đã không đồng ý kết hôn. Như vậy, với quy định nói trên, việc vợ bạn lừa dối là có con chung để bạn kết hôn thuộc trường hợp cấm kết hôn. Nếu một trong các bên có yêu cầu thì tòa án sẽ xem xét hủy việc kết hôn trái pháp luật.